hồi đó ở Gạch Dầu. Thì nói chung ra hồi đó, hồi xưa thì ông nào nhà ngói là giàu đó. Nhà ngói là giàu à. Dạ. Gạch Dầu là ở mà Nhân Hòa. Nhân Hòa, chợ dạ, vô dạ. Chợ Gạch Dầu đó, là vô đường Gạch Dầu á. Như vậy là cái nhà đó nhà ngói mà hồi trước thì mình không biết, cha ông bà con chết như thế nào mình không biết. Dạ. Như vậy là cái ông Năm Leo là ở thì bị vô đây có đây hiện diện luôn, là ông mới nói cho mình, rồi sau cùng là mình mới thấy luôn cái nữa. Dạ. Cặp bên vách. Mà cái võng thì nhà ngói thì lúc nào nó cũng có cái thông hành cái chéo đó, là dặn võng xéo ngang vậy đó. Dạ, đúng rồi. Chứ chưa vậy là nhà ở phía bên đây, còn là nhà bên đây ở phía bên đây sát vách. Như vậy là chắc chưa, như vậy là người ta ngồi người ta nhậu bên đây nè. Như vậy cái võng tự nhiên không có người mà lúc lắc, cái tập trung lại cái thằng kia nó kệ võng tự nhiên đưa rồi quay ha. Cái như vậy là lại coi nhiều chừng nào đuôi mạnh chừng nấy. Nhiều người coi lần nào là đưa mình ơi, mà cũng đứng bên nhà người ta nha, cũng có cái vách thôi. Nghĩa là mình đứng bên đây nhìn qua ha. Nhìn qua thôi là nó tại kỳ cái võng tự nhiên mà đưa kìa. Mà đưa càng ngày càng mạnh. Ông Năm mà nó không biết chọn bà Lý không? Đó, mà sau này là cái bụ ngựa đó, tao tính lại tao ngủ thử. Mà tao còn hơi ớn. Là ngủ là dứt khoát là ai lại ngủ bị cái liên quan cái chỗ cái kéo đó trong nhà là có cái liên quan liên quan. Là ngủ là cái như là mời thằng là xuống nằm chút xíu là bỏ về hết chứ không không có nói ông đời. Mà kêu nó kể đi nói ra mà nó không nói. Có nghĩa là nằm ở đó rồi bỏ đi về. Bỏ đi về không rồi hỏi sao lý do mày gặp cái gì không mà nó không nói. Không nói luôn. Tức cái nhiều đó đó bởi vì thằng khác lại ngủ. Cũng bị đuổi về cũng bị gan gì nữa mà không dám kể nữa. Nó ngộ cái đó đó. Có khi là cái bóng luôn, cái bóng thôi nha. Là vừa chẳng dạng thôi là đi cái đường thông hành đó, là đi là tới đi lui rồi cái đường thông hành nó cặp với cái nhà đứng đó đó, bị tới nhà bị kế bên đi để ý rồi. Thấy cái gì, một là cái võng nè, hai nữa anh em nào lại ngủ cái ngủ chơi giấc trưa thôi. Sớm chờ rồi lấy trưa cho nó nói cao cái nền xây rồi xây nền với các cái nhà đúc lên còn nhiêu là tàn nhà trệt không à. Mát lắm. Lại ngủ là thằng nào về thằng nào nãy là hỏi chứ sao kể lại không dám kể. Bỏ về không. Thằng kia cũng tức mình với cái vụ mà tại sao mày không kể để tao ngủ tao nằm thử coi có đủ cách đứt như thế nào. Như vậy là kể về nằm rồi về cũng không dám kể. Là về là im luôn. Im ngu luôn. Thôi bay giỏi bây lại nằm ngủ đi. Thằng nào không sợ thì lại nằm ngủ đi. Chứ không có thằng nào mà dám nữa hết. Mấy thằng tay là tay cửa không đó là tay không không sợ ma không đó. Mà nó nói câu nói vậy là tao không dám lại ngủ. Cách nhà đó chừng 3-4 cái mà tao không dám ngủ. Mà cái nhà đó là lúc đó là không có người ở hay sao? Có, vẫn bình thường. Người trong nhà đó trong nhà bình thường. Mà cái chổng đó hình như là không có ai ngủ hết. Vì là nhà ta lớn rộng đó, người ta không có ngủ. Với cái võng đó thì thường thường là chủ nhà ta nằm không à. Chứ mình không có qua nằm bị ít lắm. Lúc đó người trong nhà có thấy gì không chú? Hay là trong nhà ta mình đâu có dám hỏi. Vậy ha, không dám hỏi ha. Đâu có dám hỏi chuyện nhà ta. Mà sau cùng này thì mấy người lớn mới là nó chơi kêu hỏi thử coi trong gia đình có ai mắc không thì có là em của bà gì già trong gia đình đó là có người nó mắc lâu rồi là mới nghi cái bà đó thôi là nó có nói mắc vậy đó. Như vậy là cái nhà đó là tao không dám ngủ thôi, phải tao ngủ rồi tao cũng ớn nữa đó. Tao tính lại ngủ luôn bị sớm chai đực đó. Thì chú Tư cho con hỏi chú Tư là vậy là chú Tư cuối cùng là mấy người mà ngủ rồi đó là chú không Tư dám biết nói nguyên nhân không? Hiện tại giờ có biết nguyên nhân không? Biết nguyên nhân thì ta nói là kể như là nó hằng nào muốn biết thì lại ngủ. Tức là cũng chưa nói. Nó không nói ra. Tới giờ cũng chưa nói. Kể như nó không dám nói ra. Nó giữ kín luôn đó. Còn thằng khác lại nó tức mình nó tính ngủ đặng mà nó kể lại cho nghe chơi. Lời ngủ nó cũng y gan vậy luôn. Ba thằng. Tới tao là tao ấn luôn rồi mà nói vậy tao ấn luôn tao không dám lại luôn. Phải chú Tư đó phải có lên thử rồi bây giờ không biết nguyên nhân hay là biết nguyên nhân mà chắc nguyên nhân tao không dám kể nữa. Bây giờ là tao he như thế nào nó kể ra là có như thế nào đó rồi người ta mới sợ. Là ba thằng là đi đều ở sớm cho chung không ạ. Như vậy là thằng nào cũng nói ông nội không à. Tao lại tao ngủ đi rồi tao rầm thấy gì tao kể cho nghe tại vì mà không có nào dám kể hết. Như vậy đó là ông Năm Leo trong này nè là cái xác cái nhà ông là đó chắc chưa mà đứng đây giờ qua gì nè đi ra gần hơn cái của mày đó đi vách thôi đó vách che không à là đưa cả ngày dòm đông chừng nào đưa mạnh chừng nấy không có người mà vẫn đưa dục dục gió là
gió đâu mà gió không biết. Nếu mà có gió là ở đó mình biết có gió. Trời ơi. Như cái chủ nhà nói tao đâu tin. Cái bữa đó là nhúng nhích là ổng mới kêu. Bị gần nhà tao có mấy kêu cái nhà. Kêu là coi. Kêu là coi. Cho chính xác. Đi vô cũng bình thường là đưa chứ không có sợ. Cái giọng nó không có dừng ngừng. Coi nhiều như nào đưa ác này. Thiệt tao lại tao coi là đưa thiệt. Đưa thiệt. Đưa gan đưa mình đưa giọng. Đưa lơi hơi mạnh đó nha, không phải nhẹ nhẹ gì đâu. Giống như là có người ngồi. Có người đưa đúng. Hơi mạnh vậy đó. Rồi lúc đó là chú có đứng coi luôn ha. Đứng coi luôn lại luôn. Dạ. Mỗi chuyện là biết thì mình kể cho nó chắc ăn, chứ để mình ví dụ người ta kể mình kể lại lỡ có chịch gì đó người ta nói mình nó dốc. Dạ. Kể là phải kể thật sự. Dạ vậy chú Tư cho con hỏi gì cho theo cái đó là chú Tư đón là như thế nào chú Tư? Đón là đó. Tao sợ là bà đó hâm. Thấy tao rồi mà mới kể ra là tao bẻ không bay hay là như gì thế nào đó. Bắt mày đi vậy đó ha. Là như thế nào đó nên thằng nào cũng không dám kể hết. Vậy là cái người phước mặt phước mày đã chết trong cái nhà đó đó. Là chắc gặp ha. Thì gặp cho cái người chết đó, ví dụ vô ngủ người ta đuổi đi là lý do mày đuổi đi mà mày kể lại mày thế nào đó nên không có thằng nào dám kể. Ba thằng được chứ mà không dám nào dám kể cả. Hãy chú Tư mà lại đó mà cũng thử thì chắc chú Tư giờ cũng không dám tao, kể. Tao tính là lại cũng thử bị tái được ngựa không mơ. Mà nhà đó thì sớm chòm là ai cũng được cho lợi chơi chứ như đâu có gì đâu mà để lo lắng cái gì mà ngạc gì mình thấy ba thằng kia nó không làm vậy đâu mình lại chắc cũng mình thấy chắc cũng mình cũng như là... nó luôn chứ đắt gió gì mà để biết chi là còn hơi sợ mình nữa nếu mà mày mà bị hâm gọi là cũng ơi ẩn lạnh đó tại vì từ đó sao là mình có phải ẩn hơi đó có chứ tì đó chẳng thà mình không biết mình đi chơi cũng thoải mái chút mình ví dụ mình có lợi nhà cặp bên như đó hoặc lợi nhà lợi nhà nó chơi cũng thoải mái hơn còn nếu mình đã bị rồi lợi có dịp nó đi ngang hoặc là ngồi trong nhà đó là bị gì khúc, liền. Cái khúc cây trong gạch dầu đó nó sống khúc dữ lắm là đi chơi bằng đêm là ghê dữ lắm dạ gạch dầu trong đó con nghe nói ngày xưa cũng ma dữ lắm không con ma. Nghe chú Năm kia nói cũng nó ma lắm ma dữ lắm cái chuyện gì trong đó không chú Năm kể cho con nghe thêm chút ma là cái như là nhất hạn là trồng ba cái đồ me chua cái nhà đó là trồng một hàng me chua là chỗ đó là nhà à. Chỗ đó là về là sợ đó ba đúng rồi thì me chua là bồ an toàn nghe nói me chua mấy cái chỗ trồng me chua mà về nhiều đó là bảo đảm là phải có ít và nhiều trồng ruột chua mà không sao mà me là nhất hạn là me nghe nói cái me chua nó ma nó ủ ẩn dữ lắm cái me nghe nói nghe mấy người lớn có cái bóng lửa nào trên cái đống tre đó chú Tư thì cái đó điêu gạch dầu là nhà ông Bảy Khuyến là bên đây là cây me gốc me lớn nè là bố hẳn chú điên bành người chú đi là cái vụ là tao thấy tao đi lính rồi đó tao đi lính dạ. Cái đường đó đó thì cái đường đó tao đi lính ra ngoài chợ Nhân Hòa như vậy mới ngủ lính rồi ngủ mà thứ bảy hồi đó cả lương người ta coi dữ lắm rồi tao nằm trên lan can cầu đi tao ngủ quên thức dậy thì không có nào ngủ với tao chứ thấy gì tao mới xuống cầu bến là bến chợ hồi đó cái cầu tao bến chợ là cầu ngang ba thước luôn à rồi xuống dưới mới rửa mặt súc miệng mới vắn nước thuốc rồi đổ thuốc vắn mà mới đi về lai gai ôm cái mền cặp gì nè thì tới cái mấy đìa là cây me bự cổ thụ là cây me đó là me đó là ông đó là làm chức lớn tá tướng ở chỗ đó cặp với cái hầm như vậy là mà là cái hầm mấy bên nhà bên kia thì có bụi tre như vậy là thấy một cái đốm lửa mà nó tròn vo như cái súng dạ súng dê mình ha xé gì nè nó xé như vậy nó qua đụng bờm đây cái nó xé trở lại nó qua bụi tre nó mất cái thấy vậy tao mới gì tao ve lại lai gai tao đâu có dám đi tới tao không dám đi tới nữa tao ve lại đi nhà chứ ở chợ thì có bà chị ba tao thì mua ở chợ đó không lẽ bây giờ kêu cửa bả vô ngủ là ở chợ nào chợ Nhân Hòa Nhân Hòa ở ra đó chút xíu à ở trước à tao ngồi trước cửa bả thấy gì tao bây giờ không lẽ kêu chị mình bây giờ đây về chổng thì không có xa bây giờ thôi bây giờ mình lột quần dài cầm dép dẫn đi thuốc cầm bắt đầu đi lai gai gần tới đâu mình giọt bắt đầu ha gần tới rồi mình giọt một cái ha rồi mà qua khỏi cái đó là có cái bà hai đó là bà cái gì Tương Phong của bà cũng mới chết 3-4 ngày rồi, gần đó nữa thêm cái nữa tao tính ngừng rồi mà tao nhớ lại bả cái nữa tóc hành tao giọt luôn cái nữa là tao giọt một khoát một là chó sủi sau lưng không thì tao chạy chó sủi không kịp chó chạy chó sủi sau lưng không về tới nhà ngồi đúng thở ha ông già tao ra hỏi làm gì vậy
cái này không biết ma hay quỷ, không biết. Tôi thấy đóng lửa chăng vô bắt bảy khuyến vậy đó. Ủa mày, mày buồn ngủ, mày chán mắt chứ làm gì có vô đó. Tôi tự không có gì đó mà chạy về đây thở không ra hơi, không có. Không, thấy mình thấy rồi mình mới chạy chứ như không chạy mất nội cha chạy chi vậy. Đã chạy không ra hơi đây mà ông nói không có. Bị ông già ra bị thấy ngồi trước cửa bị ông ngủ kế bên vách á. Ngồi thở hì hì không hỏi làm gì đâu mày mì đi gác gì đâu mà bị bữa nào không phải gác chạm vậy đó. Gửi hì ông hỏi tôi tự thấy đấm lửa gì thôi chứ mà hỏi ông chứ cái đó là cái gì. Ủa mày nói mày thì mày buồn ngủ mày chán mắt, chá mặt không nổi. Chá, ngủ chạy chích mẹ mà chá. Cũng đâu có dám để dép, dép rồi sức dép sao? Hồi đó dép Lào cưng lắm cha nội, 10 7 8 dạ mới được đôi đó. Còn mang dép Lào là sang bà cố đó. Chứ không phải cực hơi đâu. Dép Lào hồi đó quý hơn mấy đôi giày thiệt. Trời ơi, mà, thằng nào mà mang dép Lào nói khá đó. Trời ơi, bởi vì xách đôi dép Lào đâu có dám bỏ dép Lào chạy. Trời ơi, tóc hành gặp đất chạy liền cho bỏ. Ừ, đủ chạy. Gặp mà nữa ghê ha. Ghê lắm. Ủa, cái lúc đó sợ thấy bà mà còn nhớ đôi dép đó chứ ơi. Trời ơi, bay không ra ngồi ngoài nhà trước cửa chờ chị ba mới sẵn sàng mà. Đôi dép Lào hồi đó nó quý. Mấy dạ lúa đó, mấy có đó. Trời ơi, 7-8 dạ lúa đó cha nội. Bỏ là chết đã chơi. Đất ở đó làm được có bao nhiêu dạ đâu. Ừ, mà 7 dạ lúa mới mua đôi dép Lào đó. Mà vậy đó. Mà rồi hết rồi đó. Cảm ơn chú đã có một chuyện hay. Cảm ơn chú. Ăn bánh, ăn bánh.